Để từ 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 từ. Thôi đi về, đi về. Hộp. Về. Không được đi xa. Tối rồi. Từ từ từ. Cốc 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 cốc. Con thấy chỗ đấy á hả? Con thấy chỗ đấy có gì vậy? Chuột, 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 chuột. Sao quá không thấy được không? Wow, thằng này. Cái này làm gì? Không có thấy sao ở đâu không? Đó, đó. À, đi kia kia, thấy rồi, thấy rồi. Đấy, đừng có đi đấy. Đinh, 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 đinh. Muốn đi gì đây? Trời ơi. Quay gì không anh? Cái dầu chó bắt chuột. Misa, Misa. Xe đấy. Xe đấy. Ra tay, ra tay. Đi sang, đi sang, đi sang, đi sang, đi sang. Đi sang, đi sang. Misa, Misa. Misa. Ôi, chân cháy em không sao được nhờ. Misa, Misa, Misa. Misa, Misa, Misa. Đi thăm. Misa, Misa. Ôi, chú Nam có điện rồi. Ôi, Misa, Misa. Shhh. Ôi, chuột chạy vào đây rồi. Chạy vào lùm mất rồi. Misa, Misa. Misa, Misa. Misa, đi thẳng. Ui, nó tìm chỗ khai xe rồi. Ui, đi thẳng lên lên à. Bị sao, bị sao, bị sao.
con mới vào à? Tối tối này đi chập chập tối này chuột nó hay ra. Đấy, nếu mà thả hai ba con Phú Quốc thì sẽ bắt được chuột liền, nhưng mà khổ cái là cái tụi Phú Quốc này nó chạy là nó hay cắn chó người ta, náo loạn này, cho nên là mỗi lần chỉ dám thả một con. Nếu mà thả hai ba con là phải có thêm một vài người nữa. Misa, Misa, Misa. Misa, Misa, Misa. Mày sao? Đi về, đi về. Mày sao? Tối quá, chả thấy cái gì. Ăn cái xí này ngon nên ăn ngon được. Ăn cơm chắc rồi ăn cái này được ngon. Misa, đi lên nào. Misa, đi về. Đi bên này, Misa. Misa. Ê, về. Vào chuồng. Misa. Mày giờ đi. Từ từ nó đang sang. Thôi đi về, chỗ này tối quá. Đi về.
sao, đi về. Về thì về. Mày sao? Đi về. Về, hỏi chuồng. Về. Xe đấy. Ê, đừng, đứng lại, đứng. Tao, dừng lại. Đã về tới nhà. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Michelle.